yêu cầu đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ tạm dừng hoạt động tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ kể cả hoạt động bán mang về của các nhà hàng, cửa hàng, quán ăn, uống, các trường hợp sau đây được phép hoạt động. A. Siêu thị, siêu thị mini, chợ dân sinh, cửa hàng tạp hóa bán hàng thiết yếu. B. Cửa hàng thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao phục vụ khám chữa bệnh và phòng chống dịch, cơ sở dịch vụ khám chữa bệnh. C. Cửa hàng kinh doanh gas, cửa hàng kinh doanh xăng dầu. D. Ngân hàng các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng, bổ trợ doanh nghiệp như đăng kiểm, đăng ký giao dịch, bảo đảm, bảo hiểm, bổ trợ tư pháp như công chứng, luật sư, đấu giá, thừa phát lại, trọng tài thương mại, tư vấn pháp luật, quản lý, thành lý tài sản, kho bạc chứng khoán. D. Khách sạn sử dụng là cơ sở cách ly y tế tập trung cho người có nhu cầu. E. Dịch vụ bưu chính viễn thông, thư tín, phát hành báo chí. G. Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. H dịch vụ vận chuyển giao nhận hàng hóa thiết yếu hàng hóa phục vụ sản xuất và xuất nhập khẩu y dịch vụ cung ứng xuất ăn công nghiệp k các trường hợp đặc biệt khác do chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định các cơ sở cá nhân được phép hoạt động kinh doanh dịch vụ phải đáp ứng điều kiện phòng chống dịch theo quy định